Rồi. Để nói về cô giáo Hoàng Thị Nhạn, là một người chị, một người thầy của tôi. Thì với tôi cũng được công tác với chị Nhạn rất là lâu, từ những năm 93, 94, khi mà chúng tôi là những giáo viên trẻ được về dạy tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng, được sinh hoạt trong tổ môn ngữ văn. Mà khi đó trong tổ chúng tôi có rất nhiều những người thầy đặc biệt, và có lẽ tôi và chị Nhạn là những người mang giáo án để đi dự giờ các thầy nhiều nhất, đó là thầy Lê Hữu Dư, với những giờ văn sinh động và sâu sắc, sâu lắng với những bài bình văn, bình thơ, đặc biệt là chuyện Kiều. Với thầy Nguyễn Văn Thắng, khi mà say sưa với những bài bình giảng văn học. Rồi cô giáo Đoàn Thị Vĩnh, với những bài lý luận văn học vừa sâu sắc, vừa tình đời. Với tôi, những thầy cô giáo ấy luôn luôn đã dẫn chúng tôi đến với nghề và đạt được những kết quả trong công tác. Còn với chị Nhạn thì tôi lại ấn tượng với những giờ giảng dạy văn học dân gian. Trong những giờ giảng văn học dân gian của chị, những cánh cò, những con đò, những dòng sông luôn chảy mãi, đưa những người dự giờ, những người học sinh về với những niềm ký ức, về với tuổi thơ. Và ở trong tâm hồn ấy, chúng tôi lúc đó như hiện ra cây đa, bến đò với cô Tấm, quả thị. Tất cả nó vừa thực, vừa mơ. Và tất cả nó đi theo chúng tôi đến tận bây giờ. Còn trong cuộc sống thì cô giáo Hoàng Thị Nhạn, chị Nhạn hay cô Nhạn hay bà Nhạn, qua cách gọi của mỗi người trong tổ văn thì đều là một người, một chỗ dựa, một người chị, một người cô, một người mẹ. Bởi vì trong cuộc sống có những lúc buồn, lúc vui, thì cái người đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là cô Nhạn. Ở những lời chia sẻ của cô, nó vừa như một người chị hướng dẫn chúng tôi nên như thế nào. Còn hoặc là cũng có lúc lại là những lời góp ý dí dỏm khi chúng tôi nóng giận, làm chúng tôi nguôi ngoai để rồi trở về với cuộc sống đời thường một cách bình thản nhất. Vì vậy, trong suy nghĩ của chúng tôi thì tổ văn không thể thiếu chị Nhạn, và chị Nhạn chính là linh hồn của tổ văn. Vì vậy mà khi nghe tin cô giáo Hoàng Thị Nhạn sắp được nghỉ chế độ, với chúng tôi thì vừa vui vừa buồn. Vui bởi vì trong cuộc đời hơn 30 năm dạy học, đây là những ngày tháng mà chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở về với cuộc sống, trở về để chăm cháu, để chăm gà, để làm những công việc của người phụ nữ đảm đang. Nhưng cũng buồn khi mà tổ văn hững hụt, không có người chị ấy để chỉ bảo, để dạy dỗ, để chia sẻ. Vì vậy mà chúng tôi rất mong khi về nghỉ, lúc nào mà sắp xếp được thì cô Nhạn lại quay về trường để say sưa với những giờ dự giờ văn học, để góp ý, để chỉ bảo các em, các cháu, những người học trò, và để say sưa nói những câu chỉ có học văn mới hiểu, như là ăn gì chả ăn, chả ăn dở, ăn gì thì ăn, chả ăn dở. Rồi hay là cụ bá, hay là những thành viên trong văn học mà chị đặt tên cho những cô giáo, thầy giáo của tổ văn. Nó vừa sâu sắc, nó vừa dí dỏm, nhưng nó cũng rất tình đời. Rất mong chị Nhạn sẽ sống với văn học trọn cuộc đời, bởi vì